Chào các bạn, trong clip hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách móc một cái mẫu giày sandal cho bé như thế này. Thì đối với cái mẫu giày này mình có dán đế xốp chống trơn cho bé tập thì ở bên dưới ha. Và cái mẫu này các bạn có thể phối hợp cho bé trai hoặc bé gái đều được. Để làm cho bé trai thì các bạn sẽ phối cho mình các cái màu phù hợp cho bé trai. Và mặt trước của giày mình có thể trang trí các cái họa tiết phù hợp cho bé trai nè. Thì cái mẫu giày này sẽ áp dụng cho bé trai ha. Còn đối với bé gái thì các bạn có thể phối màu bé gái và trang trí cái họa tiết khác. Ở đây mình có móc một cái họa tiết bướm bướm nè để mình trang trí lên thân giày ha. Hoặc là bé trai các bạn cũng có thể phối họa tiết móc đều được. Mình sẽ trang trí lên thân giày như thế này. Để làm cái mẫu giày này, ở đây mình sử dụng len miêu cốt tông cuộn 125g ha. Sợi len của mình dày tầm khoảng 1.75 cho đến 2mm. Và kim móc thì mình sử dụng kim móc hai đầu, ta dùng đầu số 4 nè. Những bạn nào không có cái mẫu kim này thì cũng có thể sử dụng cho mình cái đầu kim và các bạn so sánh cho mình cái đầu kim với sợi len ha. Đây, khi so sánh đầu kim với sợi len nè, thì đầu kim nó sẽ nhỏ hơn hoặc là bằng sợi len một chút, thì cái phần thân giày của mình nó sẽ được chắc chắn hơn. Ngoài ra thì còn có kéo cắt len và một mặt đế xốp. Ở đây mình đã cắt sẵn cái mặt đế này, thì mặt đế này mình cũng có hướng dẫn cắt và dán đế vào ha ở clip trước, các bạn có thể nhấp vào link ở bên dưới tham khảo. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn chi tiết móc thân giày. Đầu tiên thì sẽ móc cho mình một cái mặt đế giày len như thế này, thì mình cũng có hướng dẫn ở clip trước rồi và cũng hướng dẫn tăng size rồi ha, các bạn có thể nhấp vào link bên dưới tham khảo mẫu mặt đế này. Phần đế giày của mình dài 14cm nên xích đầu tiên của mình gây nên sẽ là 20 mũi xích ha. Tùy vào tay thợ móc có thể là 21 mũi. Vòng ngoài cùng là mũi kép đơn và cái chân móc cuối cùng ở cái phần gót giày này nè, ta sẽ có 4 mũi móc đơn. Thì chi tiết các bạn có thể tham khảo ở clip trước ha. Đối với mẫu giày này mình sẽ móc ở cái phần gót giày trước nè, tạo cái phần dây quai để cài vào điều chỉnh vừa với cổ chân ha. Thì cái mặt đế này các bạn sẽ chia cho mình ra làm 3 phần. Đây, ta sẽ chia làm 3 phần, sau đó sẽ lấy cho mình ở cái phần đầu tiên, tính từ dưới lên nè. Thì lúc này khi tính từ dưới lên cái chân móc mà mình bắt đầu ở đây, ta sẽ đếm ngược lên được 8 mũi móc ha. Đây, từ cái chân móc thứ 8 này các bạn sẽ đâm kim cho mình vào chân thứ 8. Thì các bạn sẽ để ý cho mình nè, ở mỗi chân móc ta sẽ có hai cái đường móc. Thì tất cả các cái chân móc mình đều đâm kim vào cái chân móc ở bên trên như thế này ha. Đây thì chân đầu tiên mình cũng đâm kim vào chân bên trên nè. Đâm kim vào chân thứ 8, sau đó kéo sợi len qua chân móc. Thì ở mẫu này mình có dán đế nên mình sẽ đưa mặt phải lên trên nè. Kéo len qua chân móc. Sau đó lên một mũi móc xích. Di chuyển kim đến chân móc kế bên và móc vào đó một mũi móc đơn. Cũng móc cho mình vào cái chân ở bên trên ha. Khi móc cũng giấu len sừa vào trong mũi móc nè. Tiếp tục chân bên cạnh cũng móc một mũi móc đơn, cũng móc vào chân bên trên ha. Tương tự cho chân kế tiếp, một mũi móc đơn. Đây thì ta sẽ được cái hàng móc đầu tiên cho phần thân giày. Các bạn sẽ móc tương tự cho đến cuối hàng. Khi móc cũng giấu các cái sợi len thừa vào trong mũi móc để ta cắt len không phải giấu len nhiều. Mỗi chân móc cứ móc cho mình một mũi móc đơn vào mỗi chân móc. Sau khi đã móc được hàng mũi móc đơn cho đến cuối vòng rồi nè, thì cái phần thân giày của mình đã lên được một cái độ cao như thế này rồi. Thì kết thúc cái vòng móc này, đâm kim vào chân móc của mũi móc đơn đầu tiên ở vòng móc này. Đây là chân mũi móc đơn đầu tiên nè, móc vào đó một mũi giờ để mình kết thúc vòng. Tiếp tục lên hai xích. Như vậy là mình sẽ tạo được một cái lồng bên trong để mình đặt bàn chân vào ha. Khi lên được hai mũi móc xích rồi, tiếp tục đâm kim vào chân mà mình vừa móc mũi dời đó, móc tiếp vào đó một mũi kép đơn. Chân bên cạnh cũng móc một mũi kép đơn. Chân kế tiếp cũng tương tự, một mũi kép đơn.
tương tự cho các chân móc còn lại. Ta sẽ móc tương tự cho đến khi ta gặp đôi mặt đế lại. Đây, khi gặp đôi cái mặt đế lại nè, thì các bạn sẽ móc cho mình các cái mũi kép đơn cho đến cái chân móc mà thẳng hàng với cái chân móc mà mình bắt đầu móc của cái phần dây phía sau á. Đây, hai cái chân móc nó sẽ ngang hàng với nhau như thế này ha. Móc các cái mũi kép đơn cho đến chân móc thẳng hàng với chân đầu tiên nè. Mỗi chân móc ta cứ móc một mũi kép đơn vào mỗi chân móc. Và tương tự đến cuối hàng ha. Sau khi đã móc được các cái mũi kép đơn cho đến cuối hàng, các bạn gặp đôi mặt đế lại nè, thì cái chân móc cuối cùng của cái hàng mà mình vừa móc nó sẽ thẳng hàng, nó sẽ song song với cái chân móc đầu tiên ha. Đây thì ta sẽ được cái hàng móc đầu tiên cho cái phần thân sau. Từ đây lên hai mũi xích, quay ngược đầu móc lại. Hàng móc thứ hai ta sẽ có các cái chân móc của hàng móc thứ nhất nè. Thì hàng móc thứ hai này ta sẽ móc vào mỗi chân là một mũi kép đơn ha. Chân đầu tiên một mũi kép đơn, chân bên cạnh một mũi kép đơn, chân móc kế tiếp một mũi kép đơn. Móc tương tự cho các chân móc còn lại cho đến chân móc cuối cùng ở đây. Sau đó sẽ thêm cho mình một hàng móc nữa hoặc là hai hàng móc nữa ha. Tùy vào tay thợ móc lỏng hay chật thì các bạn sẽ thêm cho mình tầm khoảng 1 cho đến 2 hàng móc nữa. Làm sao cho khi cái phần thân này nè nó đã cao gần bằng với mắt cá chân của bé là được. Cứ mỗi chân ta sẽ móc một mũi kép đơn vào mỗi chân móc. Ở đây mình mã móc tổng cộng được 3 hàng móc cho cái phần thân sau nè. Đây, ta có 3 hàng móc và độ cao lúc này nó đã lên gần bằng đến cái phần mắt cá chân của bé rồi. Thì bây giờ mình sẽ móc cái phần dây quai cài điều chỉnh ha. Thì chiếc mà mình đang hướng dẫn là chiếc giày bên trái, các bạn sẽ móc lên cho mình 2 mũi móc xích. Ta quay ngược đầu móc lại. Hàng móc thứ tư này, độ cao của hàng móc này nó sẽ lên đến cái phần mắt cá chân rồi. Thì các bạn móc cho mình vào chân đầu tiên một mũi kép đơn nè. Và các chân móc kế tiếp cũng vậy ha, mỗi chân là một mũi kép đơn vào mỗi chân móc. Sau khi đã móc được các cái mũi kép đơn cho đến chính giữa của hàng móc này, thì cái điểm chính giữa của hàng móc này nó sẽ thẳng hàng với điểm chính giữa của mặt đế ha. Điểm chính giữa của mặt đế nè, thì các bạn sẽ tiến hành gộp cho mình hai chân nằm ở chính giữa này, gộp lại hai chân thành một chân để cho cái phần này nó có cái độ bo lại ha. Ta lấy len đâm kim vào chân kế bên, kéo len trên kim được 3 mũi thì kéo qua hai chân trên kim, tiếp tục lấy len đâm kim vào chân kế tiếp, đâm kim vào chân kế tiếp, kéo len được 4 mũi trên kim thì kéo len qua hai chân trên kim, sau đó sẽ kéo qua 3 chân trên kim ha. Như vậy là hai mũi bên dưới mình đã chụm lại thành một mũi bên trên và nó sẽ có cái độ bo vào bên trong nè, để khi bé mang nó sẽ không có bị tuột ở cái phần gót giày ha. Các chân móc còn lại thì làm tương tự, mỗi chân sẽ làm một mũi kép đơn vào mỗi chân móc cho đến cuối hàng. Sau khi đã móc đến cuối hàng, ta được 4 hàng móc ở cái phần gót giày ha. Nó đã có cái độ cao bằng với cái phần mắt cá chân rồi. Thì bây giờ mình sẽ móc cái phần dây quai. Các bạn móc lên cho mình 18 mũi móc xích. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 và 18. Khi có được 18 mũi móc xích rồi, lúc này ta sẽ đưa cái sợi dây quai này qua bên hông.
thì nó sẽ tạo ra được một cái độ rộng để mình cài vào cái phần cổ chân của bé ha. Tùy vào tay thợ móc, các bạn có thể móc ít hơn hoặc nhiều hơn cái số mũi móc này đều được. Làm sao cho cái vòng này nó ôm sát với cái phần ở cổ chân của bé là được ha. Khi đã có được cái độ dài của đoạn dây rồi thì tiếp tục móc lên 2 xích. Đâm kim vào chân móc thứ 18, móc vào một mũi nửa kép. Từ đây các bạn sẽ tạo cho mình các cái khoảng trống để cài nút. Móc lên một mũi móc xích. Sau đó bỏ qua chân móc kế bên ở bên dưới á, bỏ qua chân kế bên và móc vào chân kế tiếp một mũi nửa kép. Ta sẽ tạo ra được cái khoảng trống đầu tiên nè. Lên một xích, bỏ qua chân kế bên, móc vào chân kế tiếp một mũi nửa kép. Thì mình đã có được hai khoảng trống để cài điều chỉnh cho phần dây quai rồi ha. Móc tương tự cho mình cho đến khi ra được nửa của đoạn dây. Cũng tạo các cái khoảng trống như thế này ha. Lên một xích, bỏ qua chân kế bên, móc vào chân kế tiếp một mũi nửa kép. Lên một xích, bỏ qua chân kế bên ha, móc vào chân kế tiếp một mũi nửa kép. Khi đã tạo được các cái khoảng trống như thế này rồi nè, ở gần nửa đoạn dây rồi, thì ở cái phần còn lại mình sẽ không cần tạo khoảng trống nữa. Tức là các bạn sẽ móc liên tiếp cho mình mỗi chân là một mũi nửa kép. Và mình sẽ không tạo khoảng trống nữa ha. Móc tương tự cho đến cuối hàng. Sau khi đã móc đến cuối hàng, ta sẽ được một cái phần dây quai như thế này và có các cái khoảng trống để mình cài nút điều chỉnh. Thì kết thúc cái hàng móc này nè. Các bạn sẽ tiến hành quay ngược cho mình cái phần dây quai lại và mình đâm kim vào cái chân móc mà mình móc cái mũi kép đơn cuối cùng ở đây nè. Là cái chân móc bên dưới ha của hàng móc thứ ba, móc vào đó một mũi dời. Sau đó móc lên một mũi móc xích. Kéo và cắt len. Giấu sợi len thừa vào trong các cái mũi móc. Thì như vậy là mình sẽ hoàn tất được chiếc giày ở bên trái. Còn đối với chiếc giày ở bên phải nè, thì thay vì khi các bạn lên cho mình 3 hàng móc ở cái phần thân sau rồi ha, khi lên 3 hàng móc, thay vì lên 2 mũi xích như chiếc giày ở bên trái, thì chiếc bên phải, từ cái điểm móc này các bạn sẽ móc lên cho mình một dây móc xích trước. Dây móc xích của mình sẽ là 18 mũi xích ha. Móc tương tự cho mình cái phần dây quai giống như là cái phần mình vừa hướng dẫn á. Sau đó các bạn tiến hành móc ngược lại cho mình nè, tạo các cái khoảng trống để mình cài nút, sau đó móc ngược lại. Thì kết thúc ở đây ha, kết thúc phần dây quai ở đây thì các bạn tiếp tục đâm kim cho mình vào các cái chân móc của hàng bên dưới. Và mình sẽ móc các cái mũi kép đơn. Móc tương tự cho đến cuối hàng nè. Khi đã móc đến cuối hàng thì lên cho mình một mũi xích ở đây và mình tiến hành cắt len. Giấu len thì mình sẽ được một chiếc giày ở bên phải như thế này ha. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn phần viền cho cái phần dây quai. Đối với phần viền của mẫu giày này, mình sẽ không viền ở cái phần thân trước mà mình chỉ viền ở cái phần thân sau từ dưới cho đến cái điểm mà mình kết thúc ở đây ha. Dùng cho mình màu len của mặt đế nè. Đưa sợi len ra phía sau. Đâm kim vào chân móc đầu tiên của cái phần dây quai phía sau á, phần thân phía sau á. Đâm kim vào đây và kéo len qua chân móc. Di chuyển kim đến chính giữa của thân chân móc ở hàng bên trên này, chính giữa thân chân móc này móc một mũi dời. Được mũi dời vào chính giữa thân chân móc thì tiếp tục chân móc bên trên móc một mũi dời. Sau đó sẽ là giữa của thân chân móc. Đây, vào chính giữa của thân chân móc nè. Móc vào một mũi dời. Sau đó là chân móc, móc một mũi dời. Tiếp tục là chính giữa của mũi móc ha. Thì mình sẽ viền lại được cái phần thân phía sau nè. Các bạn sẽ viền tương tự cho mình cái chân móc còn lại ha. Chính giữa của thân chân móc nè. Sau đó là chân móc nè.
và viền luôn cái phần dây quai. Mỗi chân móc ta sẽ móc một mũi dời vào mỗi chân móc ha, móc ngược lại cho đến cuối hàng luôn. Đối với cái phần đỉnh lên hai xích ở đây thì các bạn cũng đâm kim cho mình vào chính giữa của thân chân móc đó và móc một mũi dời ha. Sau đó móc đến đây và mình sẽ móc đến cái hàng móc ở bên này luôn. Cứ mỗi chân ta sẽ đâm kim và móc một mũi dời vào mỗi chân móc. Sau khi đã viền lại được cái phần thân sau của giày rồi nè. Đây, viền đến cái điểm cuối cùng này thì ta cũng đâm kim vào cái chân móc cuối cùng của cái hàng thân sau, móc một mũi dời và cắt len. Đối với sợi len thừa này nè, những bạn nào mà các bạn không dán đế thì các bạn sẽ giấu cho mình sợi len thừa lên phía trên. Còn ở đây mình dán đế nên mình sẽ đưa cái sợi len thừa này nè, đâm kim vào trong ha, đưa sợi len thừa vào trong nè. Không có dán đế thì sẽ giấu sợi len thừa vào cái hàng móc này, còn dán đế thì tiếp tục đâm kim cho mình, cho cái sợi len thừa này xuống dưới của mặt đế. Giấu sợi len thừa vào mặt đế nè, thì lát nữa mình dán đế nó sẽ che đi được cái mũi len thừa này ha. Sợi len thừa ban đầu cũng vậy ha, có thể giấu cho mình vào các cái chân móc ở bên trên, hoặc là đưa cho mình sợi len thừa này xuống dưới mặt đế, và cũng giấu cái sợi len thừa này vào trong nè. Ta sẽ hoàn tất được phần thân sau cài vào cổ chân ha. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn thân trước. Thì đối với phần thân trước, các bạn sẽ chọn cho mình hai chân móc. Hai chân móc này nó sẽ nằm thẳng hàng với chính giữa của hàng móc thứ hai và thứ ba của phần mặt đế nè, hoặc là lên trên một chút cũng được ha, để mình làm hở cái ngón chân ở bên trên này nè. Thì ở đây mình sẽ đâm kim vào cái chân móc này. Từ cái chân móc này đâm kim song song qua bên kia thì chân móc đối diện của nó sẽ là chân này ha. Đưa sợi len ra phía sau nè, kéo len qua chân móc. Từ đây gây nên cho mình 14 mũi móc xích. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 và 14. Khi có được 14 mũi móc xích rồi, ta sẽ di chuyển kim qua cái chân móc kế bên, là cái chân móc đối diện, để mình tạo cái lỗ ở đây nè. Thì cách xác định cái chân móc kế bên sẽ như sau. Các bạn sẽ đếm cho mình tất cả các cái số mũi móc ở cái hàng bên này. Thì cái chân ta bắt đầu móc ở đây ha, từ cái điểm này đếm ngược lên cho mình. Ta đâm kim vào chân thứ bao nhiêu thì các bạn sẽ đếm ngược lại cho mình. Từ bên này mình sẽ đếm ngược lại lên ha. Thì ở đây mình đâm kim vào chân thứ 17 nè. Đây, đâm kim vào chân thứ 17. Thì bên này các bạn cũng đếm ngược lên cho mình 17 mũi móc. Ta sẽ đếm lên 17 mũi nè. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, 14, 15, 16 và 17. Đây là chân thứ 17 ha. Nó sẽ thẳng hàng với cái chân và mình vừa móc á. Thì đánh dấu cái chân này. Để nối được cái sợi dây này vào cái đầu bên kia thì đối với cái hướng bên này nè, các bạn sẽ tiến hành đưa cho mình đầu kim ra bên ngoài và đâm kim từ ngoài vào trong chân móc đó ha. Tất cả các cái mũi móc ta đều đâm kim từ ngoài vào trong. Đâm kim vào đây móc một mũi dời nè. Đây thì ta sẽ có được một cái khoảng trống như thế này. Tăng giảm size thì các bạn sẽ tăng giảm size cho mình ở đây ha. Hàng móc của mình là mũi kép đơn nên các bạn sẽ dời lên cho mình qua hai chân. Đâm kim vào chân kế bên móc một mũi dời.
Tiếp tục đâm kim vào chân kế tiếp móc một mũi dời. Thì khi đâm kim lên hai chân móc, độ cao của hai chân móc này nó sẽ bằng độ cao của mũi kép đơn mà mình bắt đầu móc cho cái hàng móc này ha. Thì hàng móc này mình có được 14 chân móc. Thì 14 chân móc này các bạn sẽ móc cho mình vào cái chân móc đầu tiên hai mũi kép đơn. Chân đầu tiên mình móc hai mũi kép đơn nè. Thì trên màn hình mình có hiển thị cho các bạn cái số chân móc mà mình móc hai mũi ha. Mũi móc thứ hai nè. Chân đầu tiên được hai mũi rồi thì các chân kế tiếp mỗi chân sẽ là một mũi ha. Từ chân thứ hai đến chân thứ 13 mỗi chân là một mũi kép đơn nè. Chân thứ hai một mũi kép đơn. Chân móc thứ ba một mũi kép đơn. Móc tương tự cho mình cho đến chân móc thứ 13. Ở các cái chân móc cuối cùng của cái hàng móc này nè, khi móc các bạn cũng giấu cho mình cái sợi len thừa ban đầu mà mình chừa ra, cũng giấu cho mình sợi len thừa này vào trong các cái mũi móc cuối cùng nha. Và cũng móc mỗi chân là một mũi kép đơn cho đến cuối hàng nè. Chân kế bên một mũi kép đơn nè. Khi đã móc được các cái mũi kép đơn đến chân móc thứ 13 rồi nè, thì tiếp tục ở chân móc thứ 14 móc vào đó hai mũi kép đơn cùng chân móc. Kép đơn thứ nhất, kép đơn thứ hai. Kết thúc cái hàng móc này nè thì các bạn sẽ bỏ qua cho mình, ở đây mình lên hai mũi móc thì các bạn sẽ bỏ qua cho mình một chân và mình đâm kim lên chân móc thứ hai ha. Đâm kim vào đó và móc một mũi dời. Ta sẽ hoàn tất được hàng móc đầu tiên. Hàng móc đầu tiên này từ 14 chân móc phía dưới mình sẽ tạo ra được 16 mũi kép đơn ở hàng bên trên. Ta sẽ có được 16 mũi kép đơn cho hàng bên trên nè. Và 14 chân móc ha. Thì tiếp tục móc cái hàng móc thứ hai. Thì hàng móc thứ nhất với hàng móc thứ hai nó sẽ cách nhau là hai chân móc. Hàng thứ nhất từ 14 mũi móc xích, 14 chân móc mình sẽ tạo ra được 16 mũi kép đơn. Thì khoảng cách từ hàng thứ nhất cho đến hàng thứ hai nó sẽ cách nhau là hai chân móc ở đây. Thì các bạn sẽ tiến hành móc cho mình vào hai chân liên tiếp, mỗi chân sẽ là một mũi dời ha. Chân thứ nhất một mũi dời. Tiếp tục chân thứ hai một mũi dời. Tiếp tục đâm kim cho mình đến chân móc thứ ba và mình bắt đầu móc ở chân móc thứ ba này cho hàng móc thứ hai ha. Thì lúc này khoảng cách giữa cái hàng móc thứ nhất với hàng móc thứ hai nó sẽ cách nhau là hai chân như thế này. Thì từ đây tiếp tục móc cho mình hàng móc thứ hai nè. Để móc hàng móc thứ hai thì ta sẽ để ý nè. Hàng móc đầu tiên thì xích đầu tiên mình móc là 14 mũi xích. Từ 14 mũi xích này sẽ tạo nên được 16 mũi kép đơn cho hàng móc đầu tiên. Từ 16 mũi kép đơn này mình sẽ cộng 2 mũi cho cái xích của hàng móc thứ hai. Tức là xích hàng móc thứ hai mình sẽ có 18 mũi xích và sẽ tạo ra được 20 mũi kép đơn cho hàng móc thứ hai ha. Như vậy là ở hàng móc thứ nhất và thứ hai mình sẽ có cộng 2 mũi cho tịnh tiến mỗi hàng xen kẽ, tức là hàng xích hàng đơn, hàng xích hàng đơn. Chỉ khác ở cái hàng móc thứ ba là mình sẽ dựa vào hàng móc kép đơn và mình móc cái hàng móc xích nó bằng với số mũi móc của hàng kép đơn thôi nha. Đây thì từ đây cái hàng xích thứ hai của mình á nó sẽ hơn cái hàng mũi kép đơn ở phía dưới 2 mũi. Tức là mình sẽ có được 18 mũi móc xích cho hàng móc thứ hai. Lưu ý cho mình nè, ở cái điểm mà mình nối hai hàng móc lại thì mình sẽ có 4 chân móc để nối hai hàng móc lại. Lúc này cái hàng móc thứ hai của mình sẽ tạo ra 18 chân móc. Thì 18 chân móc xích này ta trừ cho 4 mũi móc mà mình nối á, các bạn sẽ còn lại 14 mũi. Tiếp tục chia 14 mũi này cho 2 thì mình sẽ còn 7 mũi ở mỗi bên. Thì từ cái điểm này các bạn móc lên cho mình 7 mũi móc xích. Để mình bắt đầu nối ha, thì ta sẽ gây nên 7 mũi trước nè. 2 3 4 5 6 7.
Được 7 mũi xích rồi nè, thì cái điểm nối tiếp theo sẽ là cái hàng móc mà có 16 mũi kép đơn á, hàng móc đầu tiên á, ta có 16 mũi kép đơn này. Thì công thức các bạn cũng làm tương tự ha, lấy 16 mũi này trừ cho 4 mũi, sau đó lấy cái số mũi móc đó chia đều ra thì ta sẽ được 6 mũi. Tức là 6 mũi ở mỗi bên thì mình sẽ còn lại 4 mũi nằm chính giữa nè. Đếm lên cho mình đến chân móc thứ 6. 4, 5 và 6 nè. Sau đó đâm kim vào chân thứ 7, móc vào chân thứ 7 một mũi móc đơn. Tiếp tục đâm kim vào chân thứ 8, móc một mũi móc đơn. Chân móc thứ 9 một mũi móc đơn. Chân thứ 10 một mũi móc đơn. Thì mình sẽ còn lại 6 chân móc cuối cùng ở đây ha, nó sẽ chia đều ở hai bên. Và hàng móc thứ 2 này ta cũng còn lại 7 chân móc bằng với cái đoạn ban đầu á, thì móc lên cho mình 7 mũi móc xích. 2 3 4 5 6 và 7. Thì 7 mũi này cộng với 7 mũi ban đầu là 14 mũi, cộng thêm 4 mũi là 18 mũi nè, thì ta sẽ có được 18 mũi xích cho hàng móc thứ 2 này. Nó sẽ tăng 2 mũi so với cái hàng kép đơn bên dưới ha. Kết thúc cái hàng móc này nè, thì khoảng cách giữa hàng móc thứ 2 này với cái hàng móc thứ nhất. Đây. Khoảng cách giữa hàng móc thứ 2 này với hàng móc thứ nhất nó sẽ cách nhau là 2 chân móc ha. Thì các bạn sẽ đếm ngược ra cho mình 2 chân móc và mình sẽ đâm kim vào chân thứ 3 nè. Khi đâm kim thì đưa kim cho mình ra phía ngoài và đâm kim từ ngoài vào trong chân móc. Đâm kim vào chân thứ 3 móc một mũi dời. Ta sẽ có được hàng móc thứ 2, có được 18 mũi xích nè. Tiếp tục dời kim lên chân móc thứ 2. 1 nè. Tiếp tục mũi dời thứ 2 cho chân thứ 2. Hàng móc này mình sẽ móc tương tự giống như cái hàng móc kép đơn ở bên dưới. Tức là mình sẽ tăng một mũi ở đầu và một mũi ở cuối hàng móc. Chân đầu tiên móc 2 mũi kép đơn nè. Từ chân thứ 2 đến chân thứ 17, mỗi chân sẽ làm một mũi kép đơn vào mỗi chân móc ha. Chân thứ 2 nè, một mũi kép đơn. Chân thứ 3 một mũi kép đơn. Móc tương tự cho mình đến chân thứ 17 ha. Khi đã móc được vào 7 chân ở cái phần bên này rồi thì đến 4 chân móc mũi móc đơn ở đây. Là chân móc nối á, thì các bạn cũng móc cho mình mỗi chân là một mũi kép đơn nè. Sau đó di chuyển kim đến 7 chân còn lại và móc 6 chân liên tiếp, mỗi chân là một mũi kép đơn. Chân cuối cùng là chân thứ 18, móc vào đó 2 mũi kép đơn. Kết thúc cái hàng móc thứ 2 này, các bạn cũng di chuyển kim cho mình, bỏ qua một chân và móc vào chân thứ 2. Đây, bỏ qua chân này và móc vào chân thứ 2 một mũi dời. Như vậy là mình hoàn tất được hàng móc thứ 2 và tạo ra được 20 mũi kép đơn ở 18 chân móc xích ha. Tiếp tục lên 3 mũi nè. Giờ cho mình vào 3 chân. 1. Chân thứ 2 một mũi dời. Chân thứ 3 một mũi dời. Ở hàng móc thứ 3 thì số mũi móc xích gây nên nó sẽ bằng với số mũi kép đơn ở cái hàng móc thứ 2. Thì số mũi kép đơn này mình có 20 mũi kép đơn, thì cái xích của hàng móc thứ 3 mình sẽ có 20 mũi xích ha. Ta có thể dựa vào công thức lấy tổng số mũi trừ cho 4 sau đó chia đôi để được cái số mũi xích ở một bên hông. Hoặc là cách nhanh nhất các bạn có thể dựa vào cho mình ở cái hàng móc thứ 2 ở đây.
Thì hàng móc thứ hai của mình gây nên là 7 mũi móc xích ở cái điểm này. Thì hàng móc tiếp theo của các bạn sẽ là 8 mũi xích ha. Móc lên cho mình 8 mũi móc xích nè. Được 8 mũi rồi ha. 4 cái chân móc nối sẽ là 4 cái chân móc thẳng hàng với 4 chân móc nối ở hàng móc thứ hai và hàng móc thứ nhất á. Đây. Đây là cái chân móc mũi đơn đầu tiên ha, thì thẳng hàng lên trên nó sẽ là cái chân móc này. Ta sẽ đâm kim vào cái chân móc này, móc một mũi móc đơn ha. Tiếp tục ba chân kế tiếp nè, mỗi chân là một mũi móc đơn. Thì mình sẽ có 4 mũi móc đơn liên tiếp. Còn lại 8 mũi móc xích. Thì 8 mũi này cộng 8 mũi ban đầu là 16 mũi, cộng thêm 4 mũi nối nữa là ta được 20 mũi xích. Thì nó sẽ bằng với số chân móc kép đơn ở hàng thứ hai. Đưa kim ra phía ngoài và đâm kim vào chân móc thứ ba nè. Bỏ qua hai chân đâm kim vào chân thứ ba. Đâm từ ngoài vào trong, móc vào một mũi dời. Tiếp tục dời lên hai chân nữa để mình móc tiếp cái hàng móc thứ ba ha. Từ ngoài vào trong nè, mũi dời thứ nhất. Tiếp tục đâm kim từ ngoài vào trong, mũi dời thứ hai cho chân thứ hai. Hàng móc tiếp theo thì sẽ móc tương tự giống như các cái hàng móc bên dưới, tức là mình sẽ tăng một mũi ở đầu và một mũi ở cuối hàng móc. Chân đầu tiên hai mũi kép đơn nè. Từ chân thứ hai cho đến chân thứ 19, mỗi chân sẽ là một mũi kép đơn. Móc được đến chân móc thứ 19 rồi thôi, thì còn lại một chân móc thứ 20, chân cuối cùng, móc vào đó hai mũi kép đơn. Đâm kim vào cái chân móc kế tiếp nè, bỏ qua một chân và đâm kim vào chân kế bên một mũi dời. Kéo và cắt len. Sợi len thừa này nè, các bạn sẽ tiến hành đâm kim cho mình từ dưới phần đáy lên chân móc mà mình vừa móc mũi dời, kéo sợi len thừa xuống phía đáy và giấu sợi len thừa vào trong các cái mũi móc ở mặt đáy. Không dán đế thì các bạn sẽ giấu lên trên thân củ quai ha. Thì mình sẽ có được 3 hàng móc. Bây giờ mình sẽ móc cái phần mà mình luồn cái phần dây quai ha. Các bạn cũng đâm kim cho mình vào 4 chân móc thẳng hàng với 4 chân móc nối á. Thì đây là chân đầu tiên nè. Đây, thẳng hàng với chân móc nối ở bên dưới. Thì đâm kim vào chân này, sau đó đưa sợi len thừa ra phía sau. Kéo len qua chân móc. Từ đây lên 2 mũi xích. Đâm kim vào chân mình vừa móc mũi dời, móc vào một mũi kép đơn. Chân bên cạnh cũng móc một mũi kép đơn. Chân thứ ba một mũi kép đơn. Và chân móc thứ tư một mũi kép đơn. Thì mình sẽ có được 4 mũi kép đơn cho cái phần mà mình luồn dây quai ha, bằng với số mũi móc nối nè. Tiếp tục lên 2 mũi xích và quay ngược đầu móc lại. Hàng móc thứ hai tương tự, ta có 4 chân móc thì mỗi chân sẽ là một mũi móc kép đơn vào mỗi chân móc. Kép đơn thứ nhất nè. Tiếp tục kép đơn thứ hai cho chân thứ hai. Kép đơn thứ ba cho chân móc thứ ba.
Mũi kép đơn thứ tư. Khi móc cái hàng móc đầu tiên của cái phần mà mình luồn dây á, thì các bạn sẽ giấu cho mình sợi len thừa vào trong mũi móc nè. Thì lúc này mình sẽ dễ dàng cho việc cắt len hơn. Và chiều dài hai hàng móc này, khi các bạn để cho mình cái phần thân nè, đây cái phần thân của mình, thì lúc này cái hàng móc này nó sẽ đạt được đến cái chiều dài của cái phần dây quai rồi. Mình đã chạm được đến cái phần dây quai rồi ha, thì mình sẽ tạo cái khoảng trống để mình luồn dây quai. Móc lên 5 mũi móc xích. 2, 3, 4, 5. Có 5 mũi móc xích rồi, ta quay ngược đầu móc lại. Mình sẽ bỏ qua chân đầu tiên và đâm kim vào chân thứ 2 với thứ 3. Mỗi chân sẽ làm một mũi kép đơn ha. Bỏ qua chân đầu tiên nè, chân thứ 2 móc một mũi kép đơn. Chân thứ 3 cũng móc một mũi kép đơn. Sau đó từ đây tiếp tục móc lên 5 mũi xích bằng với cái số xích ban đầu này nè. Được 5 mũi rồi thì di chuyển kim đến chân móc thứ tư, móc vào đó một mũi dời. Như vậy là mình sẽ tạo ra được hai cái khoảng trống để mình luồn cái phần dây điều chỉnh vào ha. Đây hai cái khoảng trống của mình. Từ đây móc lên cho mình một mũi móc xích. Kéo và cắt len. Giấu sợi len thừa vào trong mũi móc. Sau khi đã giấu được sợi len thừa vào trong mũi móc thì mình tạo hai cái phần lỗ như thế này. Các bạn sẽ luồn cho mình cái phần dây cài điều chỉnh nè. Mình sẽ luồn xen kẽ vào hai cái khoảng trống mà mình vừa tạo. Sau đó bên hông mình sẽ tiến hành may nút ở bên hông nè để mình cài điều chỉnh, và cài điều chỉnh vào các cái khoảng trống mà mình tạo ở phần dây quai á. Ta sẽ hoàn tất được cái phần thân dày như thế này. Sau khi hoàn tất được thân dày thì các bạn sẽ tiến hành dùng keo nến dán cho mình mặt đế xốp vào trong mặt đế len ha. Thì cái phần dán này mình cũng có hướng dẫn ở clip trước rồi, các bạn có thể nhấp vào link bên dưới tham khảo. Khi dán thì nhớ nắn cái phần mặt đế len để khớp với cái mặt đế xốp, mình có thể phân biệt được chiếc trái phải. Thì mẫu giày này thân trước các bạn có thể trang trí các cái họa tiết khác lên trên thân giày cho phần thân giày của mình thêm xinh xắn hơn ha. Thì đối với cái mẫu thân giày này mình sẽ trang trí một họa tiết bướm bướm. Thì mẫu này mình cũng có hướng dẫn clip trước rồi, các bạn có thể nhấp vào link bên dưới tham khảo. Dùng keo nến đính cái họa tiết này lên trên nè, thì mình sẽ hoàn tất được một mẫu giày len như thế này. Chúc các bạn thành công!